Shop phụ kiện Minh Thảo PCP, em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhá. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, bên shop Minh Thảo em xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người những mẫu kính ngắm Tiago đang có bán tại cửa hàng bên shop. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì mọi người gọi điện trực tiếp hoặc có thể nhắn tin qua Zalo bằng số điện thoại em để trên màn hình nhé. Video hôm nay thì nó cũng rất là nhiều mẫu kính cho nên khá là dài, thì em sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn. Cái mẫu kính ngắm đầu tiên là mẫu kính ngắm Tiago Mini các bác nhé. Ở phần tầm phân khúc giá tiền này, anh em mà tìm ra được một mẫu kính ngắm nó trong, nó led, cái giá của nó thì là 1.300.000 đồng, nhưng mà cái cấu hình của nó là cấu hình cao nhé anh em nhé. Cấu hình cao ở đây là với cái thông số là 1.2-6 thì nó đã lớn hơn tất cả những dòng kính ngắm mini trong tầm tiền này rồi. Và cái cấu hình của nó không phải là thân 20 đâu, mà là thân 30 các bác nhé. Không phải thân 25 mà là thân 30 nhé các bác nhé. Đấy. Đây tâm của nó là tâm hình kim tự tháp nha anh em nhé. Kim tự tháp cực kỳ là sắc nét, anh em mua hàng có quyền bóc hàng ra, kiểm tra hàng, đúng sản phẩm nhưng em quay cho anh em thì anh em mới phải nhận hàng nhé. Không đúng hàng, không đúng sản phẩm thì mọi người trả lại cho bên em, không mất bật đồng cước phí nào cả anh em nhé. Không mất đồng cước phí nào cả. Đấy. Mẫu kính ngắm thứ hai vẫn là mẫu kính ngắm mili. Đấy, cái dòng Tiago này em chuyên nhập những dòng kính ngắm mili bởi vì là cái cấu hình của nó tốt quá. Cấu hình nó tốt quá, giá thì nó rất là ok, giá rất là ok luôn. Như cái mẫu trên tay em đang cầm đây là 1.500.000 nha anh em nhé, 1.500.000. Tâm hình kim tự tháp giống y như con đấy, nhưng mà là có thêm chế độ đèn hồng tâm. Đấy, có thêm chế độ đèn hồng tâm, 1.500.000 nha anh em nhé, có thêm chế độ cái đèn hồng tâm. Thân là thân 30 nha anh em nhé, thân 30. Đó. Rất là ok. Anh em tầm tiền này thì cũng không có tìm thấy đối thủ nào mà có đèn hồng tâm mà nó có cái tâm kim tự tháp đẹp như thế này đâu nha anh em nhé. Kim tự tháp đẹp như này đâu nha anh em nhé. Thân to 30 nha anh em nhé, mọi người chú ý. Tiếp đến là mẫu kính ngắm Tiago cao cấp ở bên em. Tiago cao cấp ở bên em nhé. Con này thì có giá 2.500.000 đồng. Giá đã được giảm giá rồi nhé anh em nhé. Con này thì trước anh em chơi rất là nhiều, nhưng mà cái giá tiền của nó thì nó khá là cao, vậy nên là ít tiếp cận được ít người chơi. Đây, nhưng mà bây giờ thì giá nó cực kỳ là hợp lý nhé anh em nhé. Tiago 1.6 nhân cho 24 US, mẫu này em đang bán có giá là 2.500.000 đồng nha anh em nhé. Tâm thì nó thuộc kiểu hai tâm. Tâm số hai tâm như thế này nhé các bác nhé. Đấy. Có EP nha anh em nhé. Em quay tâm ở trên này thì nó có, nếu mà có khó nhìn thì các bác cứ chụp ảnh màn hình lại rồi gửi cấu hình qua Zalo cho bên em thì em sẽ gửi ảnh nó chi tiết hơn nhé các bác nhé. Con này thì là 2.500.000 nha anh em nhé. Có đèn hồng tâm, khi bật đèn hồng tâm lên thì nó sẽ sáng ở hai dấu cộng ở giữa nha anh em nhé. Tâm không dày quá, không mảnh quá, không dày không mảnh quá này, nhìn cực kỳ là vừa vặn nha anh em nhé. Mẫu kính ngắm tiếp theo là một nhà kính ngắm cao cấp nữa của nhà Tiago, vẫn là thông số 1.6 nhưng mà kiểu tâm khác nha anh em nhé. Kiểu tâm khác, thân 30, chống nhảy tâm các thứ. Tâm FFP cực kỳ là trong và led, có một dấu chấm tròn ở giữa và hai dãy số ở hai bên. Đấy. Con này là 2.350.000 đồng nha anh em nhé. Báo giá luôn không lòng vòng. Đấy, có EFP nha anh em nhé, có EFP. Đó. Rất là đẹp nha anh em nhé. Tâm rất là đẹp.
Đây bật đèn hồng tâm cho anh em xem thì nó sẽ sáng ở giữa nha anh em nhé, sáng ở vạch giữa nha anh em nhé. Đấy, hàng này hàng vừa mới về xong nha anh em nhé. Bật đèn hồng tâm thì nó sẽ sáng một vạch đỏ ở giữa. Mẫu này thì nó có một màu thôi, một màu đỏ thôi. Một mẫu đèn hồng tâm đỏ thôi nhé. Tiếp đến là mẫu kính ngắm TEGO. Cái này thì ở trong phân khúc giá tầm trung 1,8 triệu nha anh em nhé. 1,8 triệu cái mẫu này. TEGO 1-6 1.2-6 như cho 24ER. Con này thì có sẵn đèn hồng tâm em vừa xong em bật đây. Tâm đã được tinh chỉnh lại nhé các bác nhé. Con này là 1,8 triệu đồng. Tâm đây. Đó. Mẫu tiếp theo. TEGO 4-16 như cho 44SF các bác nhé. Con này thì là thuộc dòng tâm dây. Nhưng mà không vì thế mà có thể là các anh em mà có thể đánh giá được thấp được con này đâu. Bởi vì là cái mẫu này mặc dù là tâm dây nhưng mà người ta đã cố định lại ốc ở bên trong rất là chắc chắn rồi. Cái mẫu này là cố định ốc rất là chắc chắn rồi. Khi ông quay lên như này này thì các bác không nhìn thấy những cái viền ốc ở bên cạnh đâu. Con này thì nó chỗ viền chỗ tâm đấy luôn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái ốc. 8 cái ốc để chốt cái tâm này lại với nhau nhé các bác nhé. 8 cái ốc để chốt cái tâm này lại. Nó rất là chắc chắn. Cái tâm kính của con này thì anh em chơi thì không bao giờ lo là bị mỏi mắt, đau mắt như những cái dòng kính ngắm khác nhá. Những dòng kính ngắm ở hãng khác ấy, thường thường thì người ta sẽ làm cấu hình tốt này, kiểu tông số cũng có này. Nhưng mà cái thấu kính ở bên trong khi anh em đi chơi nhiều thì sẽ dễ bị mỏi mắt. Nhưng mà con này thì là thì nó có cái công nghệ là chống mỏi mắt nha anh em nhé. Ở bên trong thì nhìn nó trong sáng như mắt bình thường luôn. Chứ không nó không có cái dấu hiệu bị ánh vàng nó rọi ở trong kính đâu nhé các bác nhé. Đấy, con này thì là 1,8 triệu đồng. Mẫu kính ngắm cuối cùng mà ngày hôm nay Sô Minh Thảo muốn giới thiệu đến với tất cả anh em đam mê là một mẫu kính ngắm mới mà em cũng vừa mới nhập về đồ của hãng TEGO xong. Ở trong tâm trong phần phân khúc giá tiền là 5-20 thông số kiểu như này thì không có con nào đâu ở trong tầm tiền này đâu nhé các bác nhé. Giá của em đó là 2,250,000 đồng. Tâm thì tâm số có đèn hồng tâm, có livo cân bằng giọt nước ở bên trong tâm kính. Đây em quay này. Đây. Các bác thấy nhìn thấy rõ không? Nhìn nó hơi tối tối một tí nha anh em, để ý kỹ giúp em nhé. Cái giọt nước livo cân bằng đây này. Đấy, quay sát luôn này này. Nó có luôn ở trong kính này luôn. Khá là đặc biệt nha các bác nhé. Khá là đặc biệt. Đấy, thì nước em để nước nó chạy chạy. Mẫu này thì cũng có đèn hồng tâm cho tất cả mọi người. Hiện tại giá là em bán là 2,250,000 đồng. Đấy. Tất cả những cái mẫu kính ngắm này khi em báo giá công khai ở đây thì giá nó có thể thay đổi theo thời điểm nữa. Vậy nên là anh em em cứ lưu cho anh em một cái giá như vậy để cho anh em tham khảo thôi. Còn mọi thông tin cụ thể như thế nào thì mọi người hãy gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin để em báo giá cho nó dễ nhất nhé các bác nhé. Rồi, video của Sô Minh Thảo em xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau các bác nhé.